xin gửi lời chào đến cả thầy cô, đến các phụ huynh cùng toàn thể các bạn học sinh của trong trường hôm nay. Đầu tiên em xin thay mặt tất cả các bạn lớp học sinh lớp 12T gửi đến giáo sư tiến sĩ Hoàng Huy Hoàng lời cảm ơn chân thành vì công lao to lớn mà thầy đã tạo cho chúng em và nhà trường giáo viên tuổi thân yêu. Thầy là người cha luôn hy sinh, dành hết tâm sức của mình để giáo dục nâng đỡ chúng em và đem lại sức sống hơi thở trong môi trường giáo viên tuổi để cái tên liên lương ấy mãi mãi truyền tồn trong lòng của mỗi đứa học sinh và những ai đã từng biết đến nó. Em xin thay mặt toàn thể là học sinh lớp 12T gửi đến thầy cô chủ giáo lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Thầy cô đã âm thầm lặng lẽ suốt cuộc đời mình trở thành bao nhiêu chuyển đổi tri thức và về tương lai đã có bao nhiêu chuyển đổi khởi nguồn từ mảnh đất ở Di Từ vượt qua biển cả tri thức đến cho mọi tiến bộ thành công. Em xin thay mặt các bạn học sinh lớp 12T xin hứa sẽ quyết tâm dốc hết sức mình để đạt được kết quả tốt của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Em xin gửi đến thầy cô lời chúc sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống và sẽ có nhiều lớp học trò thành đạt hơn nữa. Sau đây tập thể lớp 12T có bó hoa tươi sắn mình tặng giáo sư tiến sĩ Hoàng Huy Hoàng và cô giáo Bùi Thị Hoàng. Em xin trân trọng kính mời thầy cô lên đón nhận. Sau đây là tập thể mẹ tên của em xin tiếp tục tiếp bộ ạ. Yeah.
Hai.